Thưa quý vị, trong các phong trào thể dục thể thao tại thành phố Tân An, cầu lông là một bộ môn đang dần phát triển, nhất là các em ở lứa tuổi học sinh. Vào cuối tuần qua, giải cầu lông học sinh Hàng Dương mở rộng năm 2022 đã diễn ra với sự tham gia của đông đảo các vận động viên đăng ký. Qua đó, ghi nhận phong trào cầu lông tại thành phố Tân An đang thu hút nhiều lứa tuổi đến với bộ môn này. Vào ngày 25 tháng 12, 2022, giải cầu lông học sinh Hàng Dương mở rộng năm 2022 có đến 150 em đăng ký tham gia. Ngoài các em là học sinh đến từ các trường trên địa bàn thành phố Tân An, từ bậc tiểu học đến trung học phổ thông, còn có các nhóm câu lạc bộ đến từ các huyện như Thủ Thừa, Tân Trụ, Châu Thành, Đức Hòa, Đức Huệ, Vĩnh Hưng. Với số lượng các em đăng ký tham gia giải đông, cho thấy rằng số lượng phụ huynh ủng hộ con tập luyện thể thao ngày càng tăng lên. Đây là một dấu hiệu tốt, chứng tỏ xu thế phát triển đúng trong nuôi dạy con, giúp xây dựng thế hệ trẻ toàn diện. Luyện tập thể thao thường xuyên giúp trẻ có cơ, xương, khớp chắc khỏe, cân nặng hợp lý, chiều cao vượt trội, năng động và tự tin. Ngoài ra, luyện tập thể thao sẽ giúp tâm trạng các em thoải mái, tăng khả năng tập trung và tiếp thu kiến thức hiệu quả. Tùy vào thể trạng và sở thích mà các bậc phụ huynh có thể chọn các bộ môn phù hợp. Mục đích là để trẻ cảm thấy thoải mái với việc vận động, sau đó mới tạo niềm yêu thích cho trẻ. Đồng hành cùng con trai Tấn Tài đến xem và cổ vũ em thi đấu tại giải cầu lông học sinh Hàng Dương mở rộng, chị Thanh Thúy cho biết luôn ủng hộ em tham gia tập luyện cầu lông với mong muốn con mình được khỏe mạnh, đồng thời cũng phát triển thêm về thể chất. Theo chị là chắc cặp cha mẹ phụ huynh học sinh là mình phải chọn lựa, nên chọn cho con mình một môn thể thao nào đó để tạo động lực cho các bé nó có niềm đam mê, để hạn chế giảm cái rủi ro mà nó ôm điện thoại và ở nhà nó cứ ôm tivi. Và đồng thời là mình có tạo điều kiện những cái sân chơi cho bé để bé càng ngày càng thấy thích thú hơn. Và bé nhà chị rất là đam mê, tại vì cái môn mà cầu lông là để cho bé phát triển trí não và chiều cao, cho nên là bé rất là thích. Tập luyện bộ môn cầu lông từ lúc 8 tuổi, Tấn Tài cũng tham gia nhiều giải đấu. Nhưng năm 2022 thì giải cầu lông Hàng Dương là giải đầu tiên dành cho các lứa tuổi học sinh trong năm nay, nên em cũng rất hứng khởi và quyết tâm tìm kiếm thành tích cao cho mình. Hôm nay con tham gia nội dung đánh đơn, thì mấy bạn rất mạnh. Con chơi cầu lông được 4 năm. Giải đầu tiên trong năm 2022 con đánh, con tập luyện rất nhiều để đến giải này. Con sẽ cố gắng đạt mục tiêu là chứng một chứng vô đợt. Sau khi Covid-19 được kiểm soát tốt, rất nhiều giải đấu thể thao cũng đã được diễn ra, nhưng ở lứa tuổi học sinh vẫn còn hạn chế được tổ chức thi đấu. Chính vì vậy mà giải lần này đã thu hút rất đông đảo các vận động viên trên địa bàn tỉnh về tham gia. Dạ là con tên Đặng Thị Như Quỳnh, quê con là ở ấp 1, xã Quy Mỹ Thạnh, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An. Năm nay con 11 tuổi và con đang học lớp 5. Khi mà tới đây thì cái không khí nó cũng rất là vui và con cũng rất là háo hức. Dạ là lúc mà nhìn mọi người đánh thì con cũng có chút là sợ là mình sẽ không đánh lại mọi người. Bởi vì đây là lần đầu con đi thi đấu ở trên đây. Nhưng mà con đã có cái quyết tâm rồi là con sẽ phải thắng được. Thì ở huyện Vĩnh Hưng của chị thì mới thành lập một cái câu lạc bộ cầu lông. Sân cầu lông đó là sân cầu lông Phơi Nguyên của gia đình chị. Thì gia đình chị thì rất là đam mê. Có hai bé tham gia hôm nay thì phong trào rất là mới, nhưng mà các bạn rất là đam mê, cho nên chị sắp ráng rất là sắp xếp thời gian để đưa các em đến đây để giao lưu học hỏi. Các cái bé của Vĩnh Hưng thì đi thi cũng có nhiều nội dung, cũng có nam có nữ, đủ hết các nhóm tuổi, từ trung học phổ thông, học cơ sở, tiểu học, thì chị cũng cố gắng sắp xếp cho các bạn tham gia đủ hết. Thì các bạn tham gia thì rất là nhiệt tình và đã chơi hết mình. Thì trong đó cũng có một bạn hiện nay đang là ở tiểu học thì cũng đã đạt được chuẩn bị vô vòng bán kết. Cũng như các môn thể thao khác, việc đẩy mạnh xã hội hóa là yêu cầu bức thiết để phát triển môn cầu lông. Tại thành phố Tân An hiện nay có 3 câu lạc bộ do những người đam mê yêu thích cầu lông tự đầu tư cơ sở vật chất, và câu lạc bộ cầu lông Hàng Dương là một trong số đó, chủ yếu để đáp ứng nhu cầu tham gia và phát triển môn cầu lông. Tuy vậy, so với các tỉnh thành lân cận, cầu lông tại tỉnh Long An vẫn còn thuộc trung bình, chưa có các đội tuyển năng khiếu hay tuyến trẻ để có thể cạnh tranh ở các giải đấu khu vực hay thậm chí là toàn quốc. Nhìn chung và công tác tổ chức giải diễn ra thành công tốt đẹp. Ở lứa tuổi học sinh, đây là cái giải mà mình không trong cái hệ thống của
bên sở giáo dục nên chỉ tổ chức cho một ngày chủ nhật, mà muốn tổ chức cho đủ 4 nhóm tuổi của học sinh tham gia thi đấu thì mình chỉ cố gắng làm cho một ngày chủ nhật thôi, nên nội dung thì đơn là dễ tiếp cận nhất. Phong trào cầu lông ở huyện hiện tại đang phát triển rất mạnh. Một số huyện trước đây chưa có được cơ sở vật chất, nhưng mà trong 1-2 năm gần đây các huyện đã đầu tư nhà tập cho các em đầy đủ, các câu lạc bộ mở ra thường xuyên nên phong trào cầu lông ở huyện rất mạnh. Trình độ cầu lông của tỉnh Long An so với các huyện, các tỉnh khác trong khu vực nói nhỏ thôi là đồng bằng sông Cửu Long, nói chung mình vẫn còn yếu. Mình không chơi thường xuyên, học sinh không chơi thường xuyên, không có các lớp kiểu như đội trẻ, đội năng khiếu, nên chủ yếu là công tác phong trào chưa có đi thành tích cao được. Nên các giải như thế này thì sẽ tìm kiếm nhân tài. Mục đích là giải này sẽ tuyển chọn vận động viên làm nguồn cho tỉnh Long An tham gia hội khỏe phù đổng năm 2024. Đó chính là nỗi niềm của những người làm công tác phong trào tại tỉnh Long An, khi ngày nay bộ môn cầu lông đã được đưa vào nhà trường, các em học sinh dễ dàng tiếp cận hơn. Nhưng việc tìm kiếm các vận động viên tiềm năng để đào tạo thì lại không dễ. Hôm nay chị rất là vui, rất là vinh hạnh được tham gia cái giải của Hàng Dương. Mở rộng thì theo chị là nên phát triển cái phong trào cầu lông trong học sinh ngày càng nhiều càng mạnh. Tỉnh Long An mình thì càng ngày phải càng mạnh mẽ hơn về phong trào cầu lông. Giải cầu lông học sinh Hàng Dương mở rộng 2022 do kinh phí từ nguồn xã hội hóa, được sự tài trợ của đơn vị là Nha khoa Bác sĩ Ba, công ty thuốc thủy sản Nhật Cường với cửa hàng đồ cầu lông Bông Bót, cùng với một số phụ huynh có con đam mê với bộ môn này đã hỗ trợ cho ban tổ chức giải một phần kinh phí để tổ chức giải thành công. Hình thức là xã hội hóa như thế này rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay để tìm kiếm cho các em. Tôi hy vọng là trong thời gian sắp tới sẽ có nhiều mạnh thường quân, các nhà tài trợ khác hoặc là các phụ huynh có con đam mê với bộ môn cầu lông sẽ tài trợ cho đơn vị nói chung và trên toàn tỉnh nói riêng để tạo sân chơi cho các em học sinh trong tỉnh có điều kiện giao lưu cọ sát để phát triển chuyên môn của các em nhiều hơn nữa. Hàng năm các giải đấu dành cho các em ngoài hội khỏe phù đổng và giải cầu lông các nhóm tuổi học sinh do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức thì dường như không còn sân chơi nào cho các lứa tuổi học sinh. Chính vì vậy các giải đấu như giải cầu lông học sinh Hàng Dương cần được nhân rộng để tạo sân chơi và thu hút cho nhiều em học sinh tham gia. Qua những giải đấu này cũng góp phần tuyển chọn các vận động viên để có thể huấn luyện đào tạo tham gia các giải trong khu vực và toàn quốc.